Israel vừa chính thức xác nhận đã hạ sát ông Hassan Safieddine, người được chỉ định kế nhiệm Hassan Nasrallah, thủ lĩnh đã bị ám sát của Hezbollah. Quân đội Israel cho biết ông Hassan Safieddine đã bị hạ sát trong một cuộc tấn công 3 tuần trước tại các vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut của Liban. Đây là lần đầu tiên Israel chính thức xác nhận cái chết của ông này. Hiện Hezbollah chưa có phản hồi trước tuyên bố của Israel. Ông Safieddine là thành viên của Hội đồng Thánh chiến, cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Hezbollah, tham gia vào Hội đồng điều hành, quản lý các vấn đề tài chính và hành chính của tổ chức. Trong năm qua, nhân vật này đóng vai trò nổi bật, đại diện cho Hezbollah trong các sự kiện mà thủ lĩnh Nasrallah không thể tham dự vì lý do an ninh. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Safieddine vào danh sách khủng bố từ năm 2017, và vào tháng 6 vừa qua, nhân vật này đã đe dọa leo thang xung đột với Israel sau khi một chỉ huy khác của Hezbollah bị giết. Chỉ còn đúng 2 tuần nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Hai chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang dành hàng trăm triệu đô la Mỹ vào nỗ lực thu hút những cử tri chưa quyết định, những người có thể thay đổi cán cân ở chặng nước rút này. Trong khi đó, thì các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ của hai ứng cử viên đang trong thế cân bằng, bám đuổi sát sao và thay đổi từng ngày. 2 tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, gần 19 triệu cử tri trên tổng số 244 triệu cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu sớm. Trong đó, 2 trên 7 bang chiến trường là Georgia và Bắc Carolina ghi nhận số cử tri bỏ phiếu sớm cao chưa từng thấy. Tôi đã bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, bỏ phiếu cho ông Donald Trump vì vấn đề nhập cư, kinh tế, nước Mỹ trên hết. Tôi bỏ phiếu cho bà Kamala Harris vì chúng tôi thực sự quan tâm đến quyền lựa chọn của phụ nữ. Chúng tôi thực sự quan tâm đến con cái của mình và đảm bảo rằng chúng được giáo dục tốt và trung thực. Hiện, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang bám đuổi rất sát nhau về tỷ lệ ủng hộ. Tuy nhiên, dữ liệu khảo sát từ những người bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đang thể hiện tốt đến mức có thể đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris nếu bầu cử Mỹ diễn ra ngay lúc này. Trong chặng nước rút, hai ứng cử viên đều gấp rút nỗ lực thu hút cử tri bằng các chính sách trọng tâm, không quên công kích và chỉ trích lẫn nhau. Chúng ta còn 2 tuần nữa, và tôi đang rất tập trung vào nhiệm vụ hiện tại và cả nhiệm vụ khi kết quả được công bố để đối phó với ông Donald Trump, người đã cố gắng phá hoại một cuộc bầu cử tự do và công bằng, người vẫn phủ nhận ý nguyện của người dân. Cuộc bầu cử này là sự lựa chọn giữa việc nước Mỹ sẽ có thêm 4 năm thất bại và thảm họa, hoặc chúng ta sẽ bắt đầu 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa, kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ có khả năng sẽ phụ thuộc vào một số cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định. Hơn 2/3 số cử tri dự kiến đi bỏ phiếu chia sẻ đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời họ, với 72% người ủng hộ ông Trump và 70% người ủng hộ bà Harris nằm trong số này. 5% cử tri vẫn đang do dự, nhưng chỉ gần 1/4 trong số họ coi cuộc bỏ phiếu sắp tới là quan trọng. Những yếu tố này khiến việc dự đoán ứng viên thắng cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới càng khó khăn hơn bao giờ hết. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát một căn cứ tên lửa chiến lược của nước này, yêu cầu quân đội Triều Tiên nâng cao năng lực gian đe. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kiểm tra chức năng các cơ sở phóng của căn cứ tên lửa cũng như tình trạng sẵn sàng chiến đấu của tên lửa chiến lược, đồng thời khích lệ binh sĩ tại đây dựa trên yêu cầu của tình hình hiện nay luôn duy trì mức độ cảnh giác cao và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, trong khi Triều Tiên hủy bỏ hoàn toàn các chính sách và cơ chế liên quan đến hòa giải với Hàn Quốc, Seoul cũng tăng cường tiềm lực quân sự, củng cố liên minh với Mỹ thông qua thực hiện các biện pháp răn đe mở rộng. Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin vừa đệ đơn xin từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối. Trong đó, hàng chục công tố viên của nước này bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để được cấp chứng nhận là người khuyết tật nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Động thái này diễn ra sau cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, nơi các quan chức Ukraine thảo luận cách thức chống tham nhũng và những kẽ hở bị lợi dụng để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ tổng tố công tố phải là những người chịu trách nhiệm sau khi một nhà báo Ukraine tuần trước đăng tải tài liệu cho biết 50 công tố viên tại tỉnh Khmelnytsky của nước này có chứng nhận là người khuyết tật. Tổng công tố Kostin đã nhất trí với tổng thống Zelensky về việc cần chịu trách nhiệm cá nhân, coi việc giả mạo khuyết tật rõ ràng là vô đạo đức.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 3,2% từng được đưa ra hồi tháng 7, trong khi hạ dự báo tăng trưởng năm 2025. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố bản báo cáo, nhà kinh tế trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế Olivier Gourenchat cho biết cuộc chiến chống lạm phát đã gần như chiến thắng khi lạm phát được dự báo sẽ giảm xuống 3,5% vào cuối năm tới, trong khi lạm phát ở hầu hết các quốc gia đang giảm xuống mức mục tiêu của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, ông Olivier cũng cảnh báo rủi ro từ các cuộc xung đột vũ trang, tranh chấp thương mại tiềm ẩn và tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, để giảm thiểu các rủi ro này và thúc đẩy tăng trưởng, các nhà hoạch định chính sách cần điều chỉnh các công cụ và xoay trục chính sách trong 3 lĩnh vực. Thứ nhất là trong chính sách tiền tệ, vốn đã và đang được thực hiện. Thứ hai là chính sách tài chính. Và thứ ba là lĩnh vực khó nhất, đó là hướng tới cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng.